Alo, alo mọi người. Hôm nay mình đang ở trường Cố Lệ, trường đại học. Hả? What? Lost. Mình đang ở trường có lẽ Fresno State. Chữ nó xa quá không thấy đường. Đó. Fresno State. Ok. Right. Trường có lẽ trường đại học. Trường đại học. Chà, nó chấm những dừa chữ dừa.